không khí vui tươi, phấn khởi ra sức thi đua thực hiện các công trình. Phần việc mừng kỷ niệm 61 năm Bác Hồ về thăm phường Kim Liên đang diễn ra sôi nổi tại khắp các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Đống Đa. Sáng ngày 17 tháng 3, tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra lễ khánh thành công trình tranh tường bích họa chào mừng kỷ niệm 61 năm Bác Hồ về thăm phường Kim Liên. Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người khai sinh Đảng Cộng sản Việt Nam tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa điểm lịch sử nơi ghi dấu tình cảm và lời căn dặn của người với cán bộ, nhân dân phường Kim Liên. Hoàng Duy Trí là nơi có nhiều trường học, là nơi có khu tập thể sau chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc. Ở nơi nhà lưu niệm Bác Hồ được xây dựng trên địa bàn phường Kim Liên cũng là một địa chỉ đỏ của Hà Nội. Đây là nơi rất tích cực, thích hợp để tuyên truyền giáo dục các em học sinh, tuyên truyền trong nhân dân phường Kim Liên. Vì vậy, Đảng ủy và nhân dân phường Kim Liên đã thống nhất đề án của Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Kim Liên và Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Kim Liên thực hiện công trình trang trí tranh tường với nội dung tự hào một dải non sông, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, Hà Nội 12 mùa hoa. Công trình sẽ góp phần tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng đô thị văn minh. Những bức tranh mang màu sắc tươi mới giúp cho cảnh quan đô thị được khang trang sạch đẹp, có ý nghĩa giáo dục cho các thanh thiếu niên về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã gắn biển công trình tuyến phố bích họa với chủ đề tự hào một dải non sông, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, Hà Nội 12 mùa hoa. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đã góp phần thay đổi mỹ quan cho các tuyến phố trên địa bàn phường Kim Liên.